hai người về xa, đi khi quê hương thù hằn. Đêm trong mặt trời, từng mặt trời rơi sáng ven đồi. Ngồi biên thư gửi anh chốn đó lạnh, đêm nay lạnh không phải lạnh vì sao. Thư đến từng nẻo người qua, vẫn non đôi câu vùng về. Khi chưa được về, đọc thư tình anh nhớ tôi nghe. Đường anh xuôi vì yêu đất sóng, đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng. Đợi. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Ongo T2. Dàn này full chức năng, gồm có CD hoạt động ok, và phía sau dàn hỗ trợ ngõ ao X2 đầu AV Razak 3.5. Mình có ngõ in và ao, thì các bác chọn ngõ in giúp em nha. Bên này là ngõ sub ao, mình dùng kết nối sub điện rơi tăng thêm dãy âm trầm. Công suất âm ly là 37W, công suất loa là 80W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm. FM tần số là 90. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Các bác cần lấy điện 100V từ đổi nguồn hoặc là từ ổ áp sử dụng cho bộ dàn này nha. Kích thước như sau, chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 56cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m². Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc giờ Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bên em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mà chuyển đủ 100% thì bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Nếu mà các bác không muốn bao ship thì em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn, chẳng hạn như là mình có thể chỉnh được bass, treble, mờ mức, chỉnh được super bass, siêu trầm 2 mức và chỉnh nhiều chức năng khác trên bộ dàn này. Nãy giờ mình nghe một đoạn nhạc qua chức năng ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Tiếp theo đây em sẽ test nhạc trên CD nha. Đây các bác xem kỹ clip giúp em. Đĩa CD thì mình quay bề lưng như vậy. Nếu mà mình quay cái bề mặt lại thì mình bỏ đĩa vào không được nha. Đó. Khay CD là dạng đĩa nuốt rất là độc đáo và gọn tiện. Đây mình chỉ cần để cái đĩa buông tay ra là tự nó nuốt vào như vậy. Còn lấy đĩa ra thì ở vị trí này nó có ô phanh nè, mình nhấn vào thì đĩa nó sẽ tự chạy lên cho mình. Rất là dễ sử dụng và gọn đúng không? Mà nhìn nó cũng đặc biệt chút nữa. Cái nắp này mình có thể bật lên cũng được, mà đẩy lại cũng được nha. Thôi bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua CD rồi em xin kết thúc clip. Mua hàng thì liên hệ số điện thoại và địa chỉ em vừa nêu trên bài đăng giúp em nha. Tình yêu giọt mật thành.